Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Hiệp định bóng đá Lào với Malaysia, 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12, thêm một trận thắng. Đây là thông tin trên trang tạp chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà góc bóng đá 24 giờ cập nhật. Rất khó để Lào có thể hy vọng tạo nên bất ngờ trước Malaysia trong lượt trận thứ hai của bảng BAFF Cup 2020. Không có quá trình chuẩn bị chu đáo, nhưng sự lại thiếu trước hụt sau trong những ngày hậu quân đầu khi phải đến ngày 3 tháng 12 mới có mặt đầy đủ, với mũi liệu túc cầu cũng như truyền thông Malaysia bi quan về tham vọng của đoàn quân ông Tan Cheng Hoa. Nhưng dường như Malaysia cũng không phải quá lo lắng bởi trong thời điểm khởi đầu của vòng bảng, thầy trò ông Tan Cheng Hoa chỉ gặp các đối thủ yếu. Rõ ràng, những đội bóng dưới cơ như Campuchia hay Lào được coi là những trận đấu vừa thi đấu, vừa thử nghiệm đội hình cho Malaysia trước khi gặp hai đối thủ trực tiếp là đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chiến thắng 3-1 trong ngày ra quân đã giúp Malaysia hoàn thành bước đầu là mục tiêu 3 điểm, đồng thời cũng là cơ hội để ông Tan Cheng Hoa kiểm nghiệm lối chơi của đội. Ở một chừng mực nào đó, nhà đương kim Á quân có thể hài lòng với thắng lợi ấy nếu như nhìn lại quá trình chuẩn bị sơ sài trước thềm AFF Cup 2020. Ba bàn thắng vào lưới Campuchia có lẽ đem đến cảm giác ít ỏi cho khán giả Malaysia. Tuy nhiên, mục tiêu 3 điểm đã hoàn thành và các chân sút đã ghi được bàn thắng là điều mà ông Tan Cheng Hoa trông chờ nhất. Nếu có một chút để phiền muộn cho ông Tan Cheng Hoa là ngôi sao nhập tịch Sao Paulo không có pha lập công nào và còn thể hiện thái độ khó chịu khi bị thay ra khỏi sân. Cũng giống như trận đấu với Campuchia, Lào cũng là quân xanh thứ hai để Malaysia tổng duyệt trước khi bước vào trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam vào ngày 12 tháng 12 tới. Trong thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam, Lào đã cho thấy không có sự đột biến nào về chuyên môn. Chơi phòng ngự số đông như các cầu thủ của đội bóng xứ Triệu Voi lại bắt người không tốt để lộ ra những khoảng trống trong hàng thủ. Đây được coi là miếng mồi ngon cho một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và chiếm lĩnh không gian tốt của Malaysia. Khi tấn công, Lào cũng không có bài miếng nào quá xuất sắc. Tất kéo được kỳ vọng là ngồi nổ lớn khi mang danh cầu thủ đang chơi ở Pháp. Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ là cầu thủ danh tiếng của Lào còn ở Đông Nam Á. Anh cũng chỉ ở mức trung bình yếu. Bằng chứng là tất kéo gần như không thể gây khó khăn nào cho khung thành nguyên mạnh. So về tương quan lực lượng cũng như nhìn vào màn trình diễn của hai đội trong trận ra quân, Malaysia có thể hướng đến một trận đấu dễ và thắng dễ trước Lào. Dự đoán kết quả Lào với Malaysia, dự đoán kết quả chung cuộc trận này Malaysia thắng Lào 3-0. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video góc bóng đá 24 giờ. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.